Tôi nghe. Tôi không hiểu sao cô ba biểu tôi dừng chuyển theo Tùng. Trong khi đó tôi lúc này có cơ hội tốt nhất nè. Cơ hội gì? Nắm đảm kêu tôi qua phụ nó. Mùa này nước lớn, tôi dụ nó qua suối, sau đó xuống cái là xong à. Tôi nói sao á thì nghe vậy đi, đừng có hỏi qua hỏi lại nữa. Vậy là dịp vô đây luôn hả cô ba? Ừ. Cô ba ơi, tôi đang cần ít tiền, cô ba chuẩn bị cho tôi nghe, rồi cho tôi qua lấy nha cô ba. Đừng có nói cái giọng đó với tôi nghe. Tôi đang cần tiền thiệt mà cô ba. À, hay là để tôi xử thần tục rồi cô ba. Đừng có ngu, bà làm bậy như vậy. Tôi đang kẹt chuyện khác, tiền đổ vô đó hết rồi. Cậu cần tiền lúc này không có đâu. Đừng có giở trò, đồ chó. Không ai nhìn thấy thằng Tám Đủ hết. Phải vô rừng tìm thôi, chứ đứng đây sao thấy Tám Đủ được. Em biết đường khác vô rừng, anh Năm đi không? Anh cũng biết cách vô rừng vậy, nhưng mà bây giờ công an kiểm lâm đang vào cuộc rồi. Vô bây giờ lỡ bị tố rồi sao? Vậy bây giờ mình phải làm sao? Cứ ngồi chờ thử xem sao. Dạ. Thằng quỷ nhỏ. Là vậy mày? Cháu Năm Nhật. Chắc nó đi tìm ông già của nó. Anh Năm, anh Năm chưa vô rừng hả? Cửa rừng đóng rồi. Kiểm lâm như công an đang đứng đây đó, em không thấy sao? ha. Vậy mới được chứ. Hy vọng là họ sẽ tìm được ba em. Không lẽ họ đóng cửa rừng chỉ để tìm ba em? Em báo công an mà. Chắc công an như kiểm lâm đã có kế hoạch từ trước rồi. Chứ dễ gì em báo mà họ ra quân như vậy. Nhưng mà họ ra quân á là tốt rồi. Chú biết đâu kìa. Má, sao con mình cha bảy đôn ra vậy ta? Không lẽ bảy đôn chơi từ rổ rồi trốn ra? Má, có trời mới biết được. Tám Đủ đâu rồi? Ba tôi đâu? Ta không biết. Sao kỳ vậy? Ông rủ ông Tám Đủ đi rừng bỏng đó không biết là sao? Tao gặp cướp, mạng hai người đó giữ. Mà tao cũng nói thiệt, tao cũng không gặp ba khá, Tám Đủ mấy ngày hôm nay rồi. Vậy sao không ra được? Chuyện dài lắm, về nhà tao kể cho. Không được, phải đợi thằng Tám Đủ ra mới về. Ta không ở đây được. Ra khỏi rừng rồi ông còn sợ gì nữa? Mày có chắc là đám giang hồ trong đó không có mặt ở đây không? Tao ơn tụi nó lắm rồi. Thôi mày chở tôi về nhà đi. Ông nói cái gì vậy? Làm sao lần ra được tụi nó đây? Thôi tao nói thiệt luôn, tụi nó bắt tao để đòi cô ba tiền chuộc, tao trốn ra được. Bây giờ tụi nó đang truy lùng tao, ở đây lâu tao thấy không có tiện. Tại sao ba con không bị đòi tiền chuộc? Cái mặt tao đã nói tao không biết mà. Hay là ba con bị gì rồi? Chúng nó tìm được chú bảy. Đừng có hỏi nữa, tao nói là tao không biết. Mày đứa, chở chú bảy về đi. Dạ. Ok, bảy đôn ra tới ngoài này rồi. Tao không thấy từ rổ đâu hết á. Bám theo bảy đôn, hỏi cho ra cho tao. Có thằng Cần con bà Hai Liên ở đây nữa. Tao thấy không có tiện đâu. Thằng Cần nó ở đó làm gì? Chắc là nó đi tìm ông già nó chứ làm cái gì. Để lát Năm Nhật ra tao hỏi Năm Nhật thì dễ hơn. Mẹ nó.
Nè, sao bữa nay qua đột xuất không báo cho em biết? Hay là muốn tới đột xuất để kiểm tra coi em có đi đâu với ai không hả? Nghiêm túc đi, tôi có chuyện muốn hỏi nè. Trời đất ơi, sao tự nhiên bữa nay xưng tôi với em nghe nghiêm trọng quá vậy? Được rồi nè, bây giờ em nghiêm túc rồi đó. Có chuyện gì anh nói lẹ đi, xong rồi dẫn em đi ăn ha. Có phải em kêu thằng Tài thuê con qua sói bày ra chuyện có bầu với thằng Tùng không? Hỏi vậy cũng hỏi nữa. Bữa nay anh bị sao vậy? Đừng có dòng gió nữa. Cái con quỷ đó nó nói gì với anh? Con quỷ nào? Thì cái con qua qua què qua sói gì đó. Nó tới tìm nội, nói cho nội biết chính em là người đã kêu thằng Tài thuê nó bay ra chuyện có bầu với thằng Tùng. Không ngờ em là người đã bày ra chuyện này, thật là kinh khủng chứ. Trời ơi, nó vu khống tống tiền vậy mà anh cũng tin nữa hả? Vu khống tống tiền, em có dám nói lại một lần nữa không? Dám? Em không có. Anh có bằng chứng đó. Bằng chứng gì? Anh đem ra đi. Anh cho em trả lời một lần nữa. Em làm như vậy để làm cái gì? Anh mắc cười quá à. Anh phải giải thích rõ ràng trước khi anh kết tội em như vậy chứ. Em làm vậy để làm gì hả? Đó cũng là câu hỏi mà anh muốn hỏi em nè. Em đã nói là em không có làm. Anh bị cái con cà phê đó thuốc rồi. Anh nói rồi, anh có bằng chứng. Tới lúc mà anh đưa ra bằng chứng, coi như chúng ta xong. Trời đất ơi, tự nhiên anh tới đây, anh làm tình làm tội em như vậy mà anh coi được đó hả? Anh không muốn bu lu ba la nữa. Anh cần em xác nhận một lần nữa, có hay là không? Không. Em muốn ba mặt một lời giữa em, thằng Tài và con qua sói. Em cũng muốn hỏi anh một câu, bây giờ anh tin em hay là tin con cà phê đó? Em hỏi bằng thưa. Anh đừng có sỉ nhục em. Em thề với anh là em sẽ làm cho ra lẽ cái chuyện này đó. Anh cũng vậy. Alo, tôi nghe. Ông ra quán cà phê gặp tôi liền. Mà chuyện gì? Thì chuyện cái con qua sói đó đó. Tôi không có rảnh bởi. Thôi nghe. Nè, không rảnh cũng phải ra nữa. Không tôi qua nhà ông đó nha. Tôi đâu có ở nhà đâu. Bà muốn tới thì tới. Nè, đồ tôi. Nhận đi anh ba. Mẹ đi anh ba. Tôi với anh chạy trốn chứ đâu phải đi du lịch đâu. Một hồi tụi nó rượt theo đường là chết hai anh em mình đó. Còn bảo sao nữa, mới ra khỏi rừng. Giờ tao đuối quá rồi. Chắc từ đây tới chiều mới tới. Mà đi cái kiểu của anh là sáng mai mới tới. Thế bây giờ anh ở lại đây luôn đi. Tôi không có muốn chết chùm với anh đâu. Có người tới anh ba. Núp vô anh ba. Bữa nay mấy ổng truy quét thiệt chứ, không phải giả bộ đâu. Tụi bay giỏi lo một đắng răng, mấy ổng không vô túi tụi sâu đâu. Có hại giảm chắc là hỏi đây cho nó lạnh. Tao có đòi nó lạnh đây đâu. Cậu Năm, ba mày sao rồi? Ông bị đồn á thì ông thoát rồi, nhưng còn ba con với lại chú Tám Đủ á thì không biết làm sao nữa.
Chắc ba mày không sao đâu. Để coi, công an với lại kiểm lâm truy quét, thế nào cũng gặp ba con à. Mày tin như vậy hả? Ừ. Còn báo công an chứ ai. Má, tôi trong rừng mà biết mày làm như vậy là mệt ba mày rồi đó. Sao họ biết được? Mà có biết á thì con cũng không sợ đâu. Tại ai cũng sợ, cho nên họ mới lòng hành chị đó. Đúng là người đó hổ đó mà. Mày nói bị đâu ra rồi mà ổng đâu? Ổng về rồi. Ổng có nói làm sao ra được không? Alo, tôi nghe nè. Mày rút về đi. Tao nó lót xong rồi. Công an kiểm lâm rút hết bây giờ đó. Thì phải lại coi tình hình sao đã. Phải biết chính xác chứ. Ừ, vậy cũng được. Tao báo cho Đạt rồi. Mày lại coi chừng nào họ rút hết thì điện cho trả hay luôn nha. Ok. Còn nữa nè, đứa Đạt muốn mày hỏi bảy đôn á, sao trả ra được. Nhớ hỏi liền các mày. Được rồi. Cười gì? Bộ nhìn tao vậy mày vui lắm hả? Tao chỉ hơi ngạc nhiên là ông Dương chỉ mới hụn vậy mà mày dội hả? Sao không dội cho được? Ông nói với tao là ông có bằng chứng, rồi ông còn đòi chia tay nữa kìa. Tao không tin là cho Dương có bằng chứng đâu. Ông nói vậy chỉ để bắt mày nhận tội thôi. Ừ? Cái đó là tao không biết. Nhưng mà ông nói với tao là ông muốn ba mặt một lời, tao, thằng Tài với con Qua Sói. Tới lúc đó hai đứa tụi nó là nhân chứng sống rồi còn gì nữa. Thì mày biết thằng Tài không nhận, liệu con Qua nó làm được gì? Trong khi hai đứa mày đều chối tội. Tao biết, nhưng mà bây giờ thằng Quỷ đang né tao nè. Gọi điện mà nó không chịu bắt máy, mà có gọi được nó cũng nói là không rảnh, không chịu gặp tao. Có tức không? Mày đó, mày phải tính cách gì cho tao đi. Cách gì? Cách gì ngoài cách chối? Mày cứ nhất định chối cho tao. Tao nghĩ chắc chắn ông Dương không có bằng chứng đâu. Nếu có là ông đã đưa ra rồi. Còn cái chuyện mà ông muốn gặp thằng Tài với con Qua Sói hả? Ông Dương là người sĩ diện cực kỳ. Dễ gì ông chịu hạ mình để nghe Qua Sói nói kết tội mày. Mày cứ chối cho tao, cứ làm ra vẻ mình bị quan, khóc lóc thảm thiết vô, rồi đau khổ như bị du quan vậy, chắc chắn ông sẽ phải tin mày thôi. Liệu làm vậy có được không? Hai, mày tin tao đi, đó là chiêu có biến thành không. Mày phải lì mới thắng được. Ừ, chắc là bây giờ phải liều thôi chứ sao giờ. Để tao gọi điện thoại cho anh Tài coi làm sao. Ừ, đúng rồi đó. Alo, có chuyện gì không Hương? Con Nga nó đang gặp nạn, ông biết không? Biết, rồi sao? Biết sao ông cứu? Hồn mai nó giữ đi, tôi chán ba cái chuyện rùa bu của mấy bà rồi. Ê, bạn bè bao nhiêu năm mà giờ nói vậy nghe được hả? Thì giúp nó bao nhiêu đó là đủ rồi, bây giờ phiền phức quá, tôi hết rảnh rồi. Bây giờ nhường cho Hương là bạn tốt đó. Ê, ông Dương á, ông có nói gì với ông không? Không. Ông Dương mà ông có hỏi dù con Qua Sói á, ông nhớ chối nghe không? Tôi đâu có ngu. Thôi nha. Đó, mày nghe rõ chưa? Công nhận, cái thằng Quỷ này nó hèn dễ sợ luôn. Hây, giờ coi như hồn ai nấy dữ thôi. Mà phải làm sao cho thằng Tùng tiếp tục mang tiếng với con Qua như trước đây bây giờ? Làm như vậy mình được lợi gì? Trời ơi, mày hỏi ngu quá vậy. Làm như vậy thì người ta mới tin mày chứ. Mày đúng là chuyện gì cũng nghĩ ra được hết á. Nói vậy chứ cái chuyện thuê Qua Sói giả bộ có bầu với thằng Tùng tao đâu có nghĩ ra. Tao nghe nè, họ rút hết rồi, ông an tâm đi. Bây giờ mày qua tìm bảy đôn, bằng mọi cách hỏi cho ra tại sao nó thoát được. Hồi nãy bảy hỉ dặn rồi, làm cái gì quá tao mà trả dữ vậy. Cái thằng này,
Có chuyện mới hỏi chứ. Vậy nha. Vậy thôi. Tôi phải tới đồn công an hỏi mới được. Người ta biết phải làm cái gì. Mày tới đó chỉ làm rối thêm thôi. Đi theo tao. Đi đâu? Đi gặp Bảy Đôn hỏi chuyện của ba mày. Alo, tôi nghe đây cô ba. Sáng giờ, có tin tức gì về thằng Nam Đảm chưa? Cha Đảm mới về, cha nói là Kiểm Lâm với công an không cho vô rừng. Mẹ kiếp, Kiểm Lâm với công an vô cuộc rồi hả? Vụ này tôi không biết à, Nam Đảm nói sao tôi nghe vậy thôi. Không có thông tin gì về thằng Bảy Đôn và Tám Đủ sao? Chả không hé nửa lời nữa, sao tôi biết được? Hỏi dò thằng Nam Đảm cho tôi. Dạ, tôi biết rồi. Ờ, mà cô ba nè. Thôi, lại tiền chứ gì. Lúc này không có tiền đâu. Ai đó? Cô ba, tôi về đâu đây? Anh đang ở đâu mà xài số lạ quắc vậy? Tôi về nhà rồi. Tốt, tiền sao? Mất hết rồi cô ba. Thằng nào lấy? Tư Rỗ. Không được, nó không thả tôi ra. Đó là mạng của anh, sao chuộc bằng tiền của tôi được? Coi như anh nợ tôi khoản tiền đó. Cô ba, cô cạn tao rõ máng vậy sao? Tôi á đã đồng ý chuộc 200 triệu. Anh làm khác thì anh phải tự chịu chứ. Nhưng cô có chịu nộp tiền chuộc tôi đâu? Tôi biểu á là chờ 3-4 bữa, chứ tôi đâu có nói là không có chuộc. Cô lại lật lọng nữa rồi. Anh đang nói cho cẩn thận nha. Vội vàng nộp tiền cho Tư Rỗ để thoát thân, đó là tự theo ý anh, chứ đâu phải là do tôi quyết định đâu. Tôi đưa tiền cho Tư Rỗ là để ém nhẹm chuyện Thanh Tùng. Đó là vì cô chứ không phải là vì tôi. Dù như vậy á thì anh cũng phải hỏi qua ý kiến tôi chứ. Có được ý cô chắc tôi mất mạng rồi. Tóm lại là anh thiếu nợ tôi số tiền cọc đó. Mẹ, làm cho cô hàng chục năm nay tôi hiểu tính ý cô quá mà, nhưng không ngờ cô lại tệ như vậy. Người làm không có được qua mặt chủ, đó là nguyên tắc của tôi. Anh biết nhưng mà vẫn làm, đừng có trách tôi. Cô ba, đừng nói vậy mà cô ba. Làm ăn chung, lời cùng ăn, lỗ cùng chịu chứ. Tôi ghét nhất là bị qua mặt. Anh với Tư Rỗ chia nhau số tiền đó, bây giờ bắt tôi chịu hả? Không có chuyện đây đâu. Anh lo chạy tiền mà trả cho tôi đi. Cô cứ chờ đó, chừng nào chạy được tiền tôi sẽ trả lại cho cô sau. Tính làm ăn với thằng Trùm xong thì tôi sẽ nộp tiền để chuộc anh. Mà anh làm như vậy đó, bể hết mọi chuyện. Anh phải đền tiền cho tôi, nếu không á thì đừng có trách tôi đó. Làm ăn có lúc này lúc khác, cô còn nặng đồng tiền quá thì ai còn làm cho cô nữa. Coi như tôi với cô sống, còn tiền bạc có ai làm chứng là tôi thiếu tiền cô không? Đồ tráo trở. Không biết ai tráo trở nữa đây. Tính cho cô biết vài chuyện để phòng thân. Ai dè cô bận quá. Vậy thì thôi. Mà hồ mãi nãy giữ. Anh tính hù tôi hả? Ba Linh này chứ không phải là dân cắt ké kỳ nhông gì đâu mà hù dọa. Mày hỉ hả? Năm Nhật nó báo thiên hạ trút hết rồi. Mày làm tốt lắm. Chuyện nhỏ, chi đậm là sống thôi mà. Mày báo với đám đầu đậu á, biểu nó chuẩn bị tiền đi. Hàng ra nay mai đó. Hàng ở đâu mà ra nay mai mày? Kiểm Lâm rút thì ta chuyển hàng ra, chứ đâu ra. Ừ. Phải đánh nhanh cứu này, chứ để đêm dài lắm mộng.
Lâm Nhật có nói gì về Bảy Đôn không? Có. Bảy Đôn nói á, phải đưa số tiền đặt cọc gỗ thì thằng Tư Rỗ nó mới thả ra. Chó Tư Rỗ này, chơi khăm tao hả? Tao thề tao tìm được nó, tao sẽ lóc xương nó ra. Coi như là Ba Linh mất tiền cọc. À, nếu như một Ba Linh gợi ý muốn làm ăn thì phải tính sao? Sao mỗi chuyện như vậy mà dám làm ăn với mình đó hả? Biết đâu được mày. Mụ Ba Linh đó là cặp thành tinh, tao không có tin bả. Nếu như mụ Ba Linh muốn làm ăn á, thì sẵn chụp tay sổ hàng mà chờ tới luôn để ấm thị cho lẹ. Thiệt ra bả không biết mình là ai đâu mà nói. Tao chưa nghĩ tới mụ Ba Linh. Thôi nha. Mẹ, bộ một túp sọt Tư Đạt dễ lắm sao? Dạ, em biết vậy, nhưng mà mình phải thủ với đại ca. Trực càng sâu thì càng khó bắt cọp. Tao sẽ biểu tụi nó chuyện bất hạn ra ngoài. Tụi bây chờ đi, sắp có chuyện để làm rồi đó. Làm như vậy có mạo hiểm lắm không đại ca? Làm nghề này á phải vừa gan vừa ly. Kiểm Lâm mới vô dọn rừng cho mình đó. Tụi cốc nhái phải dọn ra ngoài hết, không chuyển hàng lúc này, lúc nào chuyển? Alo, em nghe nè anh Tư. Mập hả? Dạ, em nè anh Tư. Vẫn không thấy tâm hơi gì của Tám Đủ với Ba Khá hết. Chắc tụi nó ra ngoài thiệt rồi. Đừng quan tâm tới hai thằng đó nữa. Lo chuyển hàng ra ngoài đi. Được bao nhiêu hay bấy nhiêu? Liền bây giờ luôn anh Tư. Liền ngay bây giờ. Số còn lại chôn cho thật kỹ cho tao. Dạ, em biết rồi. Ê, khoan. Dạ. Cấm hé răng với bất cứ thằng nào. Về địa điểm tập kết nghe chưa? Dạ, em biết rồi. Tụi bay lo ăn uống nghỉ ngơi đi, chuẩn bị làm chuyện đó. Nè, cầm đánh bài. Dạ. Tụi bay, chuẩn bị. Dạ. Bà đang nghĩ gì vậy bà? Trước đây vườn cây này là do một tay Út Lan chăm sóc. Nhìn vườn cây bà lại nhớ Út Lan. Con có nghe chị Thùy nhắc tới chị Út Lan. Con nhỏ hiền lành chứ không có trời ơi đất hỡi như Thư Nga. Càng nghĩ càng tức. Nói tội nghiệp thằng Tùng, bà đã trách lầm nó. Anh Tùng thương bà lắm, nên dù bị mắng chắc cũng không buồn mà đâu. Sao con biết? Nó nói với con à? Con tự nghĩ vậy thôi, chứ đời nào nó nói với con. Nó sống khép kín với mọi người trong gia đình, chỉ nó nghĩ là không ai hiểu nó hết. Từ từ anh sẽ khác mà bà. Bà cũng mong như vậy. Rồi. Con biết thế nào nội cũng ra ngoài này. Tiệm đổ có chuyện gì? Dạ, về tới nhà là phải gặp người quan trọng nhất nhà cái nè. Chứ có gì đâu nội. Trước đây là không có như vậy nghe. Dạ, tại vì bây giờ con sẽ ngoan. Con hả? Con sẽ ngoan hoài luôn cho nội vui. Đợi ngồi đi nội. Con ở đâu về đây? Dạ, con mới xuống trại do hú về. Ừ. Di à, con xuống bếp coi có phụ chị Thùy cái gì không nghe. Dạ. Con ngồi xuống đây. Sáng nay Hoa Sói vừa đến đây. Lại chiêu trò nữa chứ gì. Con này con đã bỏ qua cho nó rồi, mà sao nó lì thiệt. Nó tới để nói cho nội hay chuyện nó có bầu á, là nói láo. Nói ra sự thật chắc là cũng phải có mục đích. Mục đích gì á thì nội cũng mừng. Vì từ nay á, nhà này á, không có đứa trẻ nào bị sảy thai trong bụng mẹ. Với con thì Hoa Sói và tất cả những câu chuyện xung quanh nó, mọi thứ đều là một bài học. Mà bài học nào cũng có cái giá của nó. Chắc chắn là đã phải trả nó một số tiền không nhỏ đúng không?
cùng đường lắm nó mới làm như vậy. Coi như là nội giúp nó đi. Hoa sói nó sẽ không khó khăn tới mức phải làm tiền bằng những trò như vậy. Nội giúp nó một lần chắc chắn sẽ có lần sau đó. Sẽ không có lần sau nữa đâu. Nó lật bài ngửa hết rồi. Là sao nội? Hoa sói đã khai ra ai mướn nó làm chuyện này. Ai vậy? Thư Nga. Trời, có đưa tin Hoa sói không? Lúc Hoa sói nói có hai Dương ở đây mà. Nó mở di động ra cho thằng Dương nghe. Nó nói chuyện với thằng Tài, với Thư Nga. Rồi hai Dương phản ứng sao rồi? Hai Dương giận lắm. Nó nói sẽ không bỏ qua nếu đúng là Thư Nga làm chuyện này. Nhóm anh làm gì được Thư Nga chứ? Thì nó cũng không biết. Nội xin lỗi đã rầy quan con. Con có lỗi mà nội. Nội mà xin lỗi con á là con tội chết. Con sống buông thả quá cho nên mới bị người ta chơi một vố đáng như vậy. Nội à, con hứa là con sẽ không bao giờ làm chuyện gì cho nội buông lòng nữa. À, sáng giờ có điện thoại gì của Nam Đảm không? Dạ không, nhưng mà chắc chắn sẽ tìm được anh Tám. Nội cứ yên tâm, đừng có lo để rồi mất ngủ. Lo thì trăm ngàn thứ phải lo, chứ đâu riêng gì chuyện thằng Tám. Nội lo điều gì nhất? Nói con nghe với. Nội lo cho con nhiều chứ. Con đúng là tệ thiệt. Không, không phải con tệ, mà vì nội muốn được lo cho con. Nhưng mà con không thích được bù đắp như vậy. Không phải là bù đắp, mà là tình thương bà nội dành cho con. Ông bà nào cũng lo lắng, thương yêu các cháu, cho dù có bất đồng với dâu rể, nội cũng vậy thôi. Hồi đó nội đã sai khi ép ba con phải cưới dì Ba Linh. Hậu quả của sự sai lầm đó kéo dài cho tới tận bây giờ. Trời thương cho bà gặp được con, nếu không thì có tội với tổ tiên. Mời nói. Công an với Kiểm Lâm rút nhanh quá, làm tôi lo. Chuyện này giống như cơm bữa vậy. Mày làm gì mà lo dữ vậy? Không biết ông tính cái gì mà lại sổ hàng lúc này. Tất nhiên là tôi Đạt phải có cách tính sao cho nó lợi nhất. Mày suốt ngày cứ càm ràm giống như đàn bà. Tính gì thì tính, cũng phải tính cho thằng Giả chứ. Sống chui rút ở trong rừng bao nhiêu lâu rồi, có tiền mà có sướng đâu. Thì bây giờ xong phi vụ này mày rút, ổn chưa? Thôi đi, nói trước bữa có tới không? Cũng may là tôi Đạt không biết thằng Cần đi báo công an. Nếu không, ông ba khá chết sớm với thằng Giả rồi. Ba Kha với Tám Nụ trốn rồi. Thiệt hả? Đây cũng là lý do mà Tư Đạt muốn xả. Tư Đạt sợ Ba Kha bán bí mật nơi giấu hàng cho mấy tên đầu nậu buôn gỗ phải không? Còn gì nữa, hạng như Ba Kha tiền là trên hết mà. Vậy là khổ tới rồi. Toàn là người trong nhà không. Nè, loại người như Ba Kha không thể coi là người trong nhà được. Bảy đô đã ra khỏi rừng, còn Ba Khá sao chưa thấy ra kìa. Tư Đạt bắt Ba Khá đi thổ gỗ với Tám Đủ. Hai thằng này đi hai hướng khác, làm sao mà gặp Bảy Đôn được. Ừ, tôi quên. Ba Khá tưởng rằng trốn ra khỏi rừng là thoát được. Tư Đạt dễ dàng thì tha cho thằng cha,
ông biết cái đách gì chuyện gia đình tôi mà nói vô. Nói cho ông biết, ba Khá tốt hay xấu chưa đến lượt ông lên tiếng đâu. Chà, bữa nay nhìn mày tỉnh táo quá hả mày. Mày tỉnh tới mức không biết là tao đang khùng hay là mày đang khùng nữa chứ. Đừng nói rồi, trong nhà này mà nói điên khùng nữa, má tôi chơi ông luôn đó. Mày láo là chết mẹ nha mày. Thôi, mày kiếm chuyện gì ông chi vậy? Chuyện gì cũng phải có lý do của nó chứ. Cha Tư bắt đầu nghi ngờ Bảy Hỷ rồi. Ông cũng bớt tin thằng Chả đi. Cái gì? Mày gọi điện thoại cho thằng Chả Tư Đạt hả? Sao biết số điện thoại của ông? Biết hay không là chuyện của tôi. Tôi đòi điện thoại để gọi cho ông chứ gọi cho ai. Hồi nào giờ mày có bệnh không vậy? Ông tự trả lời đi. Mày, thằng chó, mày mà khùng điên cái gì chứ? Một mình nó mà chơi đứt mấy mạng người. Công nhận mặt nó nhìn cũng ghê thiệt. Mày đang đâu vậy? Tao đang cà phê cà pháo. Nè, tại sao mày chơi tụi tao như vậy? Hả? Ngồi chờ bà Ba Linh giao tiền chuộc bảy đôn ra thì biết tới bao giờ. Rồi nhóm tao sơ mối được bao nhiêu trong số tiền 200 chai đó? Thôi thì thả bảy đôn, tao được nhiều hơn. Tiền ở đâu mà bảy đôn đưa cho mày? Tiền cọc thằng Chả giấu ở trong rừng, chứ có mất hồi nào đâu. Cầm tiền của bảy đôn tao khoái lắm. Gấp mấy lần số 200 chai tiền chuộc. Thằng chó, mày là thằng phản hả? Mày muốn chửi tao gì cũng được. Tao, mày với Tư Đạt đã là gì của nhau đâu mà nói tao làm phản. Phải nói là luật giang hồ mới đúng. Mày chơi tao trên như vậy, chắc chắn là Tư Đạt sẽ cho đàn em xử mày. Tao e là Tư Đạt không có cơ hội để làm điều đó. Mày tính dở trò gì nữa? Không, nói nào ngay, tao với Tư Đạt có thù oán gì mà tao phải dở trò với nó? Chỉ là tao sắp phải đi rồi. Mày đâu? Ngu sao nó đi đâu. Tao gọi điện cho mày để cảm ơn mày đã giới thiệu công việc với Tư Đạt và giúp cho tao có điều kiện kiếm được một số tiền bự bự, đủ phè phởn vài tháng. Thằng chó, tao thề là sẽ tìm ra cái bản mặt của mày. Hả? Mày thích thề thì cứ thề. Tao biến đây. Cái gì nữa mày? Thì chuyện bên Linh chứ gì? Chơi tới bến luôn ha. Chứ bây giờ mày nghĩ sao? Hả? Tao nói cho mày biết, bà Ba Linh không phải là tay dừa đâu. Để lâu là nhục mắt, biết chưa? Rồi, tôi sẽ cho tới luôn. Chứ sao giờ? Nhanh lên đi. Anh Tư hả? Tôi mới nghe Bảy Hỷ nói chuyện với ai mà có nhắc đến Ba Linh. Mày có chắc không? Chắc. Đúng là Bảy Hỷ móc nói với Ba Linh, Bảy Đôn, Tư Rỗ, chơi ghét anh rồi.
Tôi nghe anh trả điện thoại rõ ràng mà. Anh tin chả có ngại mất trắng đâu. Thôi nha. Chú ba. Đi đâu đây? Kiếm chú nói chuyện chơi. Tao đâu có rảnh. Tao còn lo tỉa kiển nè. Nhưng mà con rảnh. Chú cứ lặng thinh nghe con nói chuyện là được rồi. Cái thằng. Đúng là đồ. Đúng là đồ điên chứ gì. Nhờ cái ủ mối bên ngoài bờ tường á, mà con leo ra leo vô không biết bao nhiêu lần. Sao bà Tư không cho người ban cái ủ mối đi hả chú ba? Mày đi hỏi bà. Chú cho không? Con cũng muốn đi nói chuyện với bà Tư đó. Mày nói chuyện gì? Thiếu gì chuyện để nói. Mày làm ơn đi. Con cháu bà Tư không ai muốn mày gặp bà đâu. Con biết chứ. Cho nên mới nói là muốn mà không được. Hôm nay á, hình như mày bị lụt lưỡi thì phải. Không phải chú mong con hết bệnh sao? Ừ, mong. Nhưng mà mày á, có muốn hết bệnh đâu. Sao chú lại nói vậy? Vì mày hết bệnh, đâu có ai sợ mày nữa. Ừ hen. Chú nói vậy cũng phải. Thôi vậy bình tĩnh. Chú biết sắp tới là ngày gì không? Biết. Ngày 31 tháng 7. Ngày con không bao giờ quên. Tao cũng không quên. Nhưng mà có nhiều người, họ không muốn nhớ nó. Họ là những người vô tình vô nghĩa. Không phải vậy đâu. Họ nhớ ngày khác kìa. Đối với họ chết là hết. Nhớ cái gì mà nhớ. Họ muốn quên cũng không được. Sao vậy chú? Vì tao làm cho họ lúc nào cũng phải nhớ nó. Chắc trước kia chị Út Lai cũng làm những việc như em làm hả? Anh nói nghe lạnh người quá. Sao vậy? Thì tự nhiên nhắc tới chị Út Lan làm người ta sợ chứ sao. À, chắc là em sợ cái bóng trắng hồi tối hả? Anh dám đảm bảo với em, cái bóng trắng đó không phải là hồn vía gì của chị Út Lan hết. Anh nói nghe mạnh mẽ quá ha. Từ sáng tới giờ ở bên bà Tư mà em cứ suy nghĩ lung tung. Suy nghĩ gì vậy? Thì nghĩ tới những lần bà Tư ngồi ngoài giường á, rồi kêu chị Út Lan thảng thốt. Những lần đó em nghĩ là bà Tư thấy chị Út Lan thiệt á. Nếu như người chết có xuất hiện thì họ không thể nào xuất hiện ban ngày được. Thôi anh đừng nói nữa. Không ngờ em cũng biết sợ nữa. Nè, người sống đáng sợ hơn người chết đó nghe. Đâu có gì chứng minh điều đó đâu. Ừ, thì ông bà mình vẫn nói vậy mà. Mà ông bà mình nói thì không có gì sai đâu. Vậy bắt đầu sợ anh rồi đó. Dù sao anh cũng phải cảm ơn cái bóng trắng. Sao vậy? Thì nhờ cái bóng trắng mà em mới chịu xưng em với anh. Anh coi nè. Gì vậy? Chứ có ai đó muốn nhắn nhủ điều gì? Ai chứ? Ai hay vô phòng này nhất? Chỉ có bác Thông. Nhưng mà không phải bác Thông làm chuyện này đâu. Bác thường mang sách về phòng đọc không à. Cái vé xe này á, ghi ngày 31 tháng 7. Lâu rồi, nó nằm yên trong đây. Bây giờ nó lại xuất hiện.
Chắc là phải có người cố ý đem nó ra. Nhưng mà với mục đích gì chứ? À, em đừng nói chuyện này với ai hết nha. Anh sẽ tìm ra mục đích của kẻ giấu mặt. Tối nay anh tính đi tìm tìm cái bóng trắng nữa hả? Hay là em đi chung cho vui ha? Trời ơi, sợ gần chết chứ vui cái gì? Chứ em ở một mình không sợ hả? Thà mình đi tìm nguyên nhân của sự sợ hãi còn hơn là mình ngồi một chỗ để nó tới tìm mình. Thôi, anh đừng có nhát người ta nữa. Bộ không đúng sao? Tối nay á, nhớ chốt cửa sổ, chốt phòng cho cẩn thận nghe.